con này con cựa đấy. Để cái quá cả lũ người. Đây không thắp điện à bà? Không thắp điện. Toàn là đàn chuột, đàn này phải đến 50 con nhỉ. Đâu có 29 con bố mẹ. Đấy những con đực con mại những con đấy này sắp đẻ hết rồi này. Đó, những con đấy sắp đẻ. Bụng cho chửa, bụng chửa tướng nhỉ. Đấy con đen này sắp đẻ rồi. Còn bám một lứa. Ui con này bụng to thế nhỉ. Thế là con chú gọi. Chính đen nó đẻ mạnh nhá, nó đẻ nhiều. Đấy con bụng con này sắp đẻ. Chuồng này chị ăn cỏ với ăn cám rồi bà? Ờ, chị ăn cỏ. Này bao nhiêu lần thì phải dọn chuồng một lần? Tuần. Tuần. Anh chỉ nuôi bò thôi, anh cỏ. Về chưa? Thì về chất rượu đây chứ. Anh phải bắt anh con này sắp đẻ. Ôi dồi ôi ghê nhỉ. 6 giờ. Đây, làng đây. Cả thế à? Làng đấy. Thế con trống kia, con trống kia, con trống kia. Đâu? Này con về không? Đây à, con đực đây à? Đây, đây, đực này. Con đực đây rồi. 6 giờ. Con đực đây à? Đó, đó. 6 giờ nhá. Này. Đây, tuần bán một lần. Tuần bán một lần. Mượt nhỉ? Nó cứ để được tuần là bán thôi. Khỏe nhỉ? Đây, mới để đúng sáng qua ông kia. Nhanh như chuột thật. Này nó không hôi mấy kìa. Sạch. Nó không uống nước không gì cả, nó còn đãi ghê lắm. Không nước mà lại đãi. Ừ, không có nước uống bao giờ đâu. À. Thế mà nó đãi khai khú khụ. Thì ăn cỏ nó đãi ghê lắm. Trong cỏ nó nhiều nước. Này vã bia trộn lẫn cám sắn. Vâng. Không cho nó ăn được, ăn mỗi cỏ. Nhìn cho nó ăn thì nó để mặt. Anh ơi ơi. Dạ. Không có chẵn rừng. Trưa nay vừa bán xong rồi à? Trưa nay bán bao nhiêu con? Bà già bác túm ở đuôi nó. Cái nhà trên đấy đây bán à? Nhà trên kia nó chuyên mua, nó bán du lịch. Bán du lịch. Bán quạt chỉ bán con xanh hay là bán ở đó? Con xanh Long Việt. Bắt trên rừng đấy. Ờ. Cứ để nhau. Ờ. Phải cho cắm cưa nó còn ướt rồi. Đấy, sao vậy kìa, khả năng lại chuyển sang cả ngành này nữa. Ồ, em thì hay sưu tầm lắm. Anh đợt này anh người bắt ai chụp con anh nuôi thôi. Mình ở đây bà con nuôi nhiều này mà này, ở vùng khác họ có nuôi đâu? Có, khu này mấy năm nay mới phát triển thôi. À. Ngày trước nuôi nhiều, nuôi lâu rồi, từ ngày xưa chưa nuôi bò hay cái này giống ở này. Từ đâu, xuất phát từ đâu? Ngoài hồng nhiều lắm. Giống là từ ngoài rừng rú à, anh như nào? Nuôi đấy. Cái này là đồn... xuất phát từ bên chuột, không phải Vĩnh Phúc, chuột này là chuột của gì nhỉ, chuột của mới đầu nó là chuột nhung, chuột này chuột Hà Lan, chuột Long Nhung, chuột Hà Lan lên TV mãi chuột Long Nhung, chuột Long Nhung bây giờ đã không ăn mới mua đắt lắm đấy, 300.000 một cân về làm giống ấy. À đây trước cháu nuôi có thời kỳ đây chuột con mà bán được có 5.000 nhưng mà lúc cháu bán rẻ lúc bỏ 5.000 một con đấy, bây giờ cũng một tuần nó bán 70.000 bắt nó này nó không cắn mình à? Toàn đi cắn ăn chè là chắn đây mai đó chưa nuôi bỏ toàn đi cắt thế đấy. 300.000 một cân là đúng giật mình. Tám lạng 8-9 lạng chuột con đen gì á? Có con đen thì nó mang thai đấy, chuột phải xinh nhỉ. Nếu con được hôm trước cân là cân mốt. Ai đã nhận đấy. Nuôi nhiều cái pháp. Và ảnh đẹp. Cái pháp được cho hôm lâu rồi. Wow, mắt ở đây. Pháp thì đẩy nốt lên đấy nó không để mấy. Được cho nốt rồi chuồng giờ để. Chơi nào vẫn mấy con. Vẫn mấy con. Chứ câu chuyện ra nha. Thẳng mắt. Cái pháp này tao. Mất một con là mất 70.000. Chết một con là mất 70.000. Đừng chết. Nó thế nào mà nó yếu thế? Mới đẻ mà cái lũ kia nó cứ đẻ nó mà. Đẻ mà to thì à? Ờ, mới đẻ không nên... Bà lùa mấy con trong kia ra để cháu quay cho nó đẹp. Kia đó. Đẻ chết. Những con mà bà bắt ra đấy là những con mà ăn đấy mà tách mẹ rồi chỉ 4 tháng sau là đẻ thôi. Là có con rồi. Bên kia ta nhốt riêng 6 con đực bên kia rồi. Con lấy bà mổ đi để làm gì nó đã chết tao đấy. Mày mua ra bán rồi về mà mổ. Không, cháu chả mua. Bà chả bán ra cháu cái thôi cháu mua được rồi. Bận lắm. Đấy rồi bằng con kia rồi. Kia chưa chín nó vào rồi đấy. Đi làm cưới về. Chín à.
Ai có nhu cầu mua chuột chuột thế này, đây là thế này. Chuột lông nhung. Chuột lông nhung. Đấy nó bằng cái con này. Hay gọi là chuột lang, người ta hay gọi chuột là chuột lang. Đấy à, bạn ấy bán toàn con như thế à? Con kia bán. Đấy, con kia là bạn. À. Đây. Con như kia chứ bà, con kia. Con như thế thì nuôi bao nhiêu ngày thì nó đẻ bà? Lâu đấy, còn bạn thì đéo nữa, chưa hết cỏ ấy. Đấy, nhưng mà bắt được như con bao nhiêu ngày một nữa bà? Chết rồi thì đéo. Mà tôi bảo nó đẻ cứ 40 ngày nó đẻ hạn. Chết cho bác lấy không? Mọi nó bà 28 ngày mang thai mà. 28 đến 32 ngày. Bắt đầu nó đẻ là nó đẻ luôn, phối giống luôn. 28 đến 32 ngày mang thai như thỏ, cơ thể như thỏ. Như thỏ luôn. Hôm lứa đẻ từ 4 đến 10 con nhá. Không được đâu, 4 con là nhiều. Cái bọn trắng này ra số để hai ba con. Đây kia giờ được 500 không? Bọn đen nó mới để nhiều. Được, vậy không thì chắc bỏ anh lấy chú 500 luôn. Đây kia. Ngọc Lan. À, em cây của Ngọc Lan hả? Đâu về đi ăn cỏ người đó. Hai hai ba lần cỏ. À, thả vào ăn hết luôn. Mà này con mà cứ một tải cỏ nặng được hai người. À. Đỡ cái cỏ nhỉ. Thôi không phải siêu tầm mẹ nào thì kiếm phải luôn. May việc là việc vào về dây chẳng phối ứng đó thì không phải chỉ nó chẳng cứ là xoài để dây phải. Thừa. Thừa bỏ thì mình đã phải ngọc kéo mà.